Hát kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị khán thính giả, chúng ta biết rằng là hàng năm thì cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam là hàng chục tỷ đô la. Như năm 2022 vừa qua thì con số được đưa ra là cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam là 19 tỷ đô la từ các cái nguồn mà từ Việt Kiều, rồi từ những người mà đảng ta gọi là khúc ruột ngàn dặm của đảng, cũng như là đặc biệt là những cái lực lượng mà những cái người dân Việt Nam mà được đảng thực hiện chính sách gọi là đưa đi ra nước ngoài để gọi là hợp tác lao động, thực chất ra là đi bán sức lao động cho các cái nước đế quốc, các cái nước tư bản, những cái nước mà trước đây thì đảng cộng sản ta gọi là chó săn đế quốc, rồi là bọn dẫy chết. Thế nhưng mà bây giờ thì con dân của đất nước chúng ta là phải sang đó để lao động cho họ. Và thưa quý vị, cái cuộc sống của những người dân ở các cái nước như vậy thì họ sung sướng đến đâu, họ vất vả những chỗ nào, rồi những cái điều gì mà liên quan đến họ. Thì chúng tôi đọc trên báo chí thì trong những gần đây nhất thì thưa quý vị là ở ngày 4 tháng 4 năm 2023, có nghĩa là chỉ mới cách đây có mấy ngày thôi, thì báo chí cho biết rằng là Việt Nam đã phát hiện ra, người ta đã phát hiện ra là 7 người Việt Nam trong số 20 cái thi thể trôi giạt ở trên biển ở Đài Loan. Đó là cái thông tin cho biết rằng là cái văn phòng kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam cho biết là có 7 thi thể ở trên cái trôi giạt trên biển đó thì lại là người Việt Nam. Và người ta chưa biết được là ở đâu là có những thi thể như vậy, thì người ta đã gọi là đồn đoán từ nguồn nọ nguồn kia từ rất nhiều. Và sau đó rồi thì lại cũng một thông tin tiếp theo nữa, tức là vào cái ngày 6 tháng 4 là 2 ngày sau đó, thì người Việt Nam, thì báo chí Việt Nam lại đưa tin là có 12 người Việt mang giấy tờ Việt Nam lại bị phát hiện là trốn dưới cái tàu cá ở Đài Loan. Và những cái thông tin như vậy đến với người Việt này cho chúng tôi một cái suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ muốn tìm hiểu cái đời sống của những người Việt mà họ được đưa sang để lao động ở Đài Loan thì đời sống họ như thế nào. Và thưa quý vị khán thính giả, trên đường dây chúng tôi hôm nay là chúng tôi mời chị Phạm Thị Nguyệt, là một cái lao động Việt Nam ở Đài Loan, với thời gian của chị cũng đã là khá dài, cứ khoảng gần chục năm ở bên Đài Loan rồi, thì chúng tôi muốn nghĩ rằng là chị có thể biết được khá nhiều về những cái khía cạnh về đời sống của cái người dân cũng như là đời sống của những người lao động Việt Nam ở đó, và những cái liên quan đến cái đời sống của người Việt ở tại Đài Loan như thế nào. Thì trước hết là chúng tôi mời chị Nguyệt gửi lời chào quý vị khán thính giả, thưa chị. Dạ vâng, tôi xin chào anh GV Nguyễn Hữu Vinh, xin chào quý vị khán giả đang xem trên chương trình. Tôi tên là Phạm Thị Nguyệt, tôi hiện nay đang làm việc tại Đài Loan, và tôi cũng làm việc năm nay là cũng 10 năm rồi. Vâng, thưa quý vị, với cái 10 năm ở Đài Loan như vậy thì chị đánh giá như thế nào về cái lực lượng những người Việt Nam hiện nay ở Đài Loan thưa chị? Ở đó thì sẽ có hai dạng. Dạ, thứ nhất là những người Việt sống ở đó, vâng, cái con đường nhiều khi người ta đến đó là lấy vợ lấy chồng, rồi chẳng hạn như trước đây có phong trào gọi là cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan. Rồi một dạng thứ hai nữa là những người đi lao động ở đó, thì lao động thì có nhiều diện lao động chui, rồi liền lao động trong hợp đồng rất rất nhiều như vậy. Chị đánh giá chung về những cái người Việt ở Đài Loan như thế nào thì chị nhìn thấy, gặp gỡ ở đó thì chị nhìn thấy như thế nào, đánh giá chung của chị là như thế nào thưa chị? Cuộc sống của bên này ấy, thì đối với người bản địa, người Đài Loan thì của họ cuộc sống rất là tốt. Thế nhưng mà đối với lao động ấy thì cũng mà nói chung là tôi cũng thấy rất là khổ. Bởi vì là cái thứ nhất là người ta chỉ có làm những cái công việc mà người Đài Loan họ họ từ chối, họ không làm. Đấy, đấy là nói về lao động. Người ta từ chối, người ta không làm nữa. Nhiều khi những cái công việc lở loét chân tay, hoặc là những cái công việc nó nhiễm độc. Thế thì còn ngoài ra thì Đài Loan họ sử dụng nhiều công nhân thì cũng có được những cái công việc tốt. Nhưng mà cái công việc tốt thì nói chung là chắc thì nó cũng chỉ đối với người Việt thì chỉ được có một nửa thôi. Thế còn thì đại đa số là những cái công việc tốt thì của người Đài họ làm rồi. Đấy. Như vậy đấy. Vâng, thưa chị là chúng ta cũng biết được rằng là nó cũng giống như trong một cái gia đình, trong cái xã hội và cũng trong một cái tập thể thôi. Thường người ta trong cái gia đình cũng vậy, những cái việc nhẹ nhàng như việc mà gọi là văn minh lịch sự thì bao giờ cũng dành cho con cái, dành cho những người thân. Còn cái việc mà đã phải đi thuê, những việc từ đào đất chặt cây rồi để dọn vệ sinh, những việc như vậy thì mới đi thuê những người ở ngoài. Vậy thì cái điều đó chúng ta phải chấp nhận thôi, không phải là chỉ có ở Đài Loan và ở chỗ nào thì nó cũng vậy. Duy chỉ có một điều rằng là những người Việt mà đến ở đó thì thường chị gặp họ làm những trong những cái lĩnh vực nào thưa chị? Họ làm ở đó trong những lĩnh vực về nhà máy, hoặc là trong các khu công nghiệp, hay là trong vấn đề gia đình hoặc ngoài xã hội. Thì
thì hầu như là những cái người mà chị đã gặp ở đó thì người Việt họ có thể làm được những việc gì đâu sao ở Đài Loan đây chị? Người Việt ta thì vốn rất là thông minh, nhanh nhẹn và cũng rất là chịu khó. Cái phần này thì tôi chỉ nói về cái tôi sẽ nói về cái phần bên công xưởng, vì tôi thấy là cái những cái bạn thanh niên, những cái em thanh niên đi bên công xưởng thì rất là vất vả. Thì cái phần này thì tôi cũng xin nói trước. Còn những cái mục về bên giúp việc gia đình hoặc chăm sóc người già thì tôi cũng sẽ nói về cái phần này, tôi sẽ nói sau. Thế còn bây giờ thì tôi nói về cái phần bên công xưởng của anh em bên công xưởng. Thì công xưởng thì cái mức thu nhập của họ ấy, nếu mà công ty mà không có tăng ca ấy thì chỉ được 12 triệu một tháng bỏ túi thôi anh ạ. Như vậy là cái tiền lương mà theo tính theo tiền Việt 12 triệu một tháng thì có nghĩa là chưa được 500 đô la. Ở 12 triệu như vậy thì nó đã trừ đi các cái khoản về bảo hiểm hoặc là cái khoản tiền ăn, tiền ở và những cái khoản khác rồi hay là như thế nào thế chị? Tất cả là đã trừ hết rồi đấy anh ạ, chỉ Có nghĩa còn là mỗi có tháng một người mà đi làm như vậy mà có thể là để mà bỏ túi được của mình được 12 triệu, hẳn nhiên là được 12 triệu đó thì người ta phải chi cho một số triệu cho áo quần này, là cho những cái nhu cầu bình thường đi chơi đi bời hoặc là những nhu cầu nghỉ ngơi khác nữa. Vậy thì có lẽ là nếu mà như vậy thì một tháng người ta đi làm như vậy cho công xưởng của người Đài như vậy thì tiền mà để mà có thể gửi được về nhà thì chắc là chỉ chưa được đầy chục triệu, chị có nghĩ vậy không hay là được nhiều hơn thì chị? vâng, em cũng tôi cũng nghĩ là cũng chỉ được tầm chục triệu thôi, nếu mà 12 triệu bỏ túi rồi. Còn ngoài ra người ta còn mua quần, mua áo rồi rồi là thẻ mạng các thứ thì chắc là cũng chỉ tầm được như thế thôi. Đấy là những cái người mà không, những cái người mà làm trong những cái công xưởng không có tăng ca. Thế còn thì những cái người mà có tăng ca thì cũng được hơn một chút. Thế nhưng mà trước trước cái đại dịch thì không nói, nhưng mà sau cái đại dịch này thì ở bên Việt Nam là ở bên Đài Loan hiện tại là các công ty là người ta không có việc cũng nhiều, cho nên là cái tăng ca là nó ít lắm. Nếu mà cái gọi là không có tăng ca mà có việc mà làm thì làm đủ đủ cái tiếng tiếng mà người ta quy định thì cũng đã là tốt rồi. Thế còn những cái công xưởng mà hầu như là lên công nhân không không có việc thì cũng cũng khá khá, cho nên là anh em lao động bên này thì người ta cũng mà cũng mà tâm tư lắm, cũng Đúng tâm ạ. tư lắm, cũng cũng thấy cuộc sống cũng thấy họ cũng chán nản lắm. Thế Vâng. còn những cái còn khi mà đi lao động này thì những cái người nào mà may mắn thì được những cái công việc nó không bị ô nhiễm. Thế còn những cái người nào mà không may mắn ấy thì nhận vào được những cái công việc mà làm trong luyên dầu thì chân tay nó lở loét hết ra Vâng. anh Thế ạ. chị thì trong Vâng, quá chân trình tay mà người người Việt Nam mà lao động ở đó thì cả cái chế độ về cái bảo hiểm y tế rồi được chữa bệnh chữa biết và những cái chế độ như thế thì họ có được bảo đảm không hay là như thế nào, nếu như ốm đau hoặc là bị tai nạn trong lao động hoặc là bị những cái vấn đề về cá nhân về bệnh tật những cái thứ đó thì họ lấy tiền đâu để chữa bệnh hoặc là họ có cách nào để mà có thể là điều trị cho mình hoặc là giải quyết những vấn đề đó như thế nào thưa chị? Dạ có anh ạ. Trong khi làm thế này thì công ty họ đóng bảo hiểm cho người lao động của Việt Nam. Thế đến khi mà có cái tai nạn hay cái gì xảy ra mà được đóng bảo hiểm rồi thì cái phí chữa trị thì nó cũng so với thì nó cũng rất là nhẹ anh ạ. Vâng. Thế Và chị vậy nó thì cũng rất là nhẹ, và cái chăm sóc y tế ấy, ở bên này thì nó rất là tốt. Đấy. Vâng. Thế Thế thì chị người có một Việt cái vấn Nam đề mình là những cái người mà đi làm ở như vậy thì ở các cái công xưởng như vậy thì ngoài cái vấn đề là tiền lương, tôi cho rằng là không tính cái chuyện tăng ca bởi vì không phải là lúc nào có thể tăng ca được. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ dạ. hai nữa là cái chuyện tăng ca là cái sự gọi là người ta lao động ngoài giờ để bỏ sức lao động ra một cái cách gọi là bán cốt đột xương đi thì nó là một chuyện, chứ nếu như mà chỉ trong cái lao động bình thường mà mỗi tháng coi như là chỉ để lại được cái khoảng chục triệu đồng này, nếu như trong theo cái đồng lương bình thường như vậy thì mỗi năm họ có tiết kiệm lắm không đi chơi đi bời gì thì họ chỉ được cỡ khoảng gửi để mà dành dụm để mà gửi về trả nợ các thứ chỉ được cỡ khoảng chừng 120 triệu đồng. Vậy thì thưa Dạ. chị là với cái khoản như vậy 120, ta cứ tính như trung bình là 120 triệu đồng một năm như vậy thì liệu
cái phí ra đi, rồi là cái tiền nọ tiền kia, rồi máy bay máy ước, rồi những cái thứ như vậy, thì liệu bao lâu thì họ làm việc bên đó khoảng bao lâu thì bù lại được cái khoản phí mà mình phải nộp cái khi làm thủ tục và những cái thứ đó ra, cái khi ra đi thì chị? Dạ anh, cái ký hợp đồng 3 năm ấy thì riêng mà cái khoản mà cái hoàn cái phí đi ấy thì mọi người tính là mất một nửa thời gian là một phải đến gần như là 1.5 năm rồi. Bởi vì là cái phí đi ở bên Việt Nam so với các nước Thái Lan, Lào, Malaysia, các nước khác châu Á này thì tôi thấy tôi cũng có tham khảo trên mạng là nó cao từ 5.000, 5.500 đến 6.000 đô, thì nó rơi nguyên cái 5.500 với 6.000 đô là tính cái giá đô là 24 thì nó rơi vào cái khoảng 150 triệu đến 160 triệu rồi. Thế còn tiền học hành nữa thì chắc là đến khi mà đi được ấy sang bên Đài Loan này lao động ấy thì cũng phải mất đến 150 triệu đến 170 triệu rồi anh ạ. Đấy, thế thì khi mà người ta sang bên này thì người ta làm thì phải mất một nửa cái thời gian ấy, cứ thoải mái là một nửa thời gian đấy mới kiếm lại được cái đồng vốn mà mình bỏ ra để đi lao động, còn chỉ được một nửa thời gian thôi. Cái sau khi mà hết hạn 3 năm ấy thì coi như là nếu mà tìm được cái công việc khác để mà chuyển chủ thì cũng phải mất một khoản tiền, mà chuyển công ty hay là chuyển việc làm thì cũng phải mất một khoản tiền. Nhưng mà cái việc làm mà chuyển này thì thường thường là nó không có tốt bằng những cái mà có nghĩa là may mắn mà được ký ban đầu ấy, còn những cái công việc chuyển chủ này là không mấy tốt. Thế cho nên là nhiều người là sau khi hết hạn làm 3 năm thì nhiều người phải quay về nước, vì cái thứ nhất là không tìm được việc mà phù hợp, và cái thứ hai nữa là cái hết hạn thời gian lưu trú, là trong cái thời gian tìm chủ nó rất là nhiều người chuyển công việc này anh ạ, rất là nhiều người chuyển công việc. Thế cho nên là không tìm được công việc. Thế bây giờ chỉ có một công việc thôi mà hàng chục người, có nghĩa là người ta chỉ nhận một người mà hàng chục người đi tìm việc. Thế cho nên cái thời gian lưu trú nó không còn, là buộc phải về nước. Thế mà về nước thì lại muốn đi lại nữa thì lại phải bỏ ra một khoản tiền là từ 150 triệu, 160 triệu đến 170 triệu. Thế là người ta chọn cái biện pháp trốn. Vâng. Trốn anh ạ. Vâng. Ra ngoài. Thưa chị, là chúng tôi thấy một cái điều như thế này. Như vậy là với những con số thống kê, mình con số chúng ta biết được như vậy, thì cái người lao động Việt Nam đi từ cái tỉnh nọ đến tỉnh kia, rồi là chạy vậy chỗ này chỗ khác, rồi học tiếng ngọc nghề rồi để mà đi được sang Đài Loan để rồi làm việc. Và như vậy là thời gian đi 3 năm thì đã mất đi 1.5 năm để mà bù lấy cái tiền lương, để bù lại những chi phí để cái lúc ra đi, tiền môi giới giới thiệu rồi học tiếng ngọc tâm. Vậy thì chỉ còn có 1 năm nữa, và 1 năm đó thì giỏi lắm thì người ta cũng chỉ thu được cỡ khoảng 150 đến 180 triệu 1 năm. Cái việc ở nhà xa gia đình, xa con cái, xa vợ chồng, xa quê hương, rồi đủ mọi thứ vất vả, và đấy là chúng ta nói là cái sự đang suôn sẻ, rồi là đang còn bình an, không ốm đau, rồi không tai nạn, không bị những cái sự cố khác. Chứ còn những người mà bị những cái sự cố khác thì con số triệu này chắc lại cũng không được. Và thưa quý vị khán thính giả, chúng ta thấy một cái điều rằng là với những cái mức lao động như vậy và cái thu nhập như thế, đối với người dân Việt Nam đi lao động, đi làm thuê, làm mướn cho người dân ở Đài Loan, thì nó cũng chẳng phải là cái sung sướng gì đến cái mức độ là những người khác ở đảng và nhà nước thấy coi như là quyết tâm. Cái đại hội đoàn thanh niên cộng sản vừa qua là quyết tâm sẽ đưa là coi như 500.000 là có nghĩa là nửa triệu thanh niên phải đi lao động nước ngoài. Và những người ra cái chủ trương như vậy, cái chính sách như vậy, họ chỉ ngồi biết là mỗi năm thu được bao nhiêu tiền ngoại tệ gửi về, cho họ không biết thì cái nỗi cực nhọc của người dân Việt Nam ở nước ngoài như thế nào. Và chúng tôi biết được rằng là một cái chuyến đi như vậy đối với cái người Việt Nam sang Đài Loan để lao động, với thời gian đằng đẵng 3 năm trời như vậy mà thu về cuối cùng là làm được cho gia đình, nếu như không tiêu pha gì, rồi là không có phá phách, không có gì cả, thì chỉ được cỡ khoảng chừng là 150 triệu, có nghĩa rằng là được cỡ khoảng chừng 5-6 nghìn đô la trong 3 năm. 3 năm mà được cỡ khoảng 6 nghìn, mỗi năm được khoảng 2 nghìn đô la, có nghĩa là mỗi tháng chỉ bỏ ra chỉ được coi chừng khoảng chừng chưa đến 200 đô la cho một tháng để mà người ta có thể làm việc. Vậy thì thưa quý vị khán thính giả, chúng ta thấy được là cái thân phận của người Việt như vậy,
Ở đó họ lao động có thể là rất nhiều những công việc mà cái người chủ Đài Loan hoặc là những người dân Đài Loan người ta phải trừ nó ra, bỏ nó ra vì nó độc hại, rồi vì nó là vất vả, vì nó gian nan. Vậy thì thưa chị, là trong cái quá trình làm việc như vậy thì người dân Việt mình có được chọn lựa công tác hay không, hay là khi sang đó rồi là người ta dí cho mình việc gì là mình phải làm việc đó, hay là như thế nào thưa chị? Dạ, cái việc chọn lựa công việc là lao động nước ngoài là không được phép. Đã ký ở công ty nào là ở chỗ đó, đã ở chỗ nào, đã sinh sống, có nghĩa là sinh sống sinh hoạt ăn uống ở chỗ nào là phải ở chỗ đó, mà đi chỗ khác là sai quy định, chỉ trừ trường hợp mình đi chơi bạn bè mình xin phép thôi. Còn đã làm việc mà ký với công ty nào ấy, với cái chỗ làm ở chỗ nào là làm chỗ đó, còn làm chỗ khác là vi phạm quy định của người ta và người ta sẽ bắt được và sẽ đẩy đẩy về nước đấy, đẩy về nước là không có được sang nữa. Thế thì từ cái chỗ mà có rất là nhiều lao động sang gặp phải những cái công việc khổ thì là người ta phải trốn. Thế thì gần đây thì tôi có đọc trên cái thống kê của nhà nước Đài Loan ấy, thì cái số lượng lao động trốn tại Đài Loan, có nghĩa là bất hợp pháp ấy, mất liên lạc ở Đài Loan, của các nước mà đã từng đến Đài Loan làm việc, Malaysia với lại Thái Lan, Philippines với lại Indonesia, Việt Nam của mình nữa, thế thì cái số lượng người Việt Nam mình là trốn là cao nhất, có nghĩa là cao với có nghĩa là Malaysia, theo cái số thống kê thì của nhà nước Đài Loan ấy, thì Malaysia thì chỉ có một người mất liên lạc thôi. Thế còn ở bên Thái Lan thì có 1.840 người là lao động mất liên lạc, là lao động bất hợp pháp đấy. Thế còn ở bên cái đất nước Philippines thì là 2.055 người. Thế bên đất nước Indonesia, người lao động Indonesia đấy thì là 27.000, cũng so với khá cao so với các nước kia thì là 27.151 người là mất liên lạc. Thế còn Việt Nam ta thì đội sổ mà cao hơn cả cái nước Indonesia. Indonesia nó họ mới có 27.000 hơn thôi, thế mà Việt Nam mình là cái lao động mất liên lạc với lao động trốn là 51.445 người trong cái thời gian hiện tại này anh ạ. Vâng, Thế vậy thì thưa chị là nếu như mà trong cái việc mà bỏ trốn như vậy thì theo chị hiểu là tại sao lại người Việt Nam lại trốn nhiều hơn, mà trong khi đó thì các nước khác người ta lại trốn ít như vậy, kể cả những cái nước là có trốn bỏ trốn nhiều như Indonesia thì hai mấy nghìn, Việt Nam vẫn cứ gấp đôi. Vậy thì cái lý do chính để mà người lao động Việt Nam phải trốn ở lại Đài Loan thì nó cái nguyên nhân chính của nó là gì? Do người ta ở lại như vậy người ta làm ăn tốt hơn, hay là do cái hợp đồng nó ngắn quá, hay là do cái việc mà người ta làm ở trong thì bị o bế rồi là bị o ép nhiều quá và cái tiền lương không đủ, hay là vì cái phí lao động nó lớn quá cho nên họ phải ở lại trốn lại để họ có thể làm thêm một chút để mà họ kiếm cái tiền để bù lại, thì theo chị thì có nguyên nhân nào thưa chị? cái nguyên nhân thứ nhất ấy, cái nguyên nhân đầu tiên ấy là cái công việc nó vất vả, có những cái thì ô nhiễm, hoặc có những cái thì sân à cái vào những cái công việc ô nhiễm thì người ta sẽ có nghĩa là người ta ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta không làm được thì người ta phải trốn. Thế còn có những cũng có những cái công việc thì rất là o ép đấy, thì người ta cũng đấy là một cái nguyên nhân người ta trốn. Thế với lại cũng không phải là do ký hợp đồng nó ngắn quá, nhưng mà không, nếu ký hợp đồng với công ty thì chỉ có 3 năm thôi anh ạ. Thế còn thì cái có khi cái nguyên 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 nhân nữa là cái phí môi giới nó cao quá, so với các nước thì rất là cao. Các nước thì người ta chỉ có những cái chi phí của tiền tiền vé máy bay, rồi là những cái có nghĩa là phí môi giới người ta thu, không biết người ta có thu hay không, nhưng mà thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam. Đấy, Việt Nam mình thì không biết làm sao mà lại cao thế. Thế thì tôi cũng có đọc một số cái thông tư, cái năm 2002 thì nghe thấy là nhà nước Việt Nam cũng có miễn phí môi giới cho người lao động ấy. Thế nhưng mà không không biết làm sao ở bên các công ty môi giới thì vẫn thu cao như vậy. Cho nên là khi mà người lao động người ta
người ta hết 3 năm ký hợp đồng ấy, xong người ta lại không xin được việc mới, mà trong khi đó cái thu nhập mang về nhà cũng sau khi hoàn loạn lại cái vốn đi rồi, người ta thu nhập được ít quá. Thế thì người ta bảo là xong rồi cái tìm cái công việc mới nó lại rất là khó khăn. Thế cho nên là người ta tìm cái biện pháp, người ta trốn ra ngoài. Cái việc trốn này thì cũng rất là ảnh hưởng đến cái đời sống của người Đài Loan, cái công việc của người Đài Loan. Thế nên là người Đài Loan người ta cũng thắc mắc lắm anh ạ. Người ta cũng kêu ca chính phủ và bên này cảnh sát người ta cũng đi bắt suốt đấy, đi bắt những người lao động bất hợp pháp suốt đấy. Nó khổ lắm, nhiều khi đang ăn là phải bỏ bát bỏ đũa chạy. Có những người người ta chạy rồi là chạy cảnh sát để khỏi bị bắt đấy. Bị bắt về là không có sang được nữa. Thế cho nên chạy 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 bán mạng đi, có nghĩa là bán sống bán chết đi. Nhiều người bị ngã tầng rồi là bị này nó đủ kiểu lắm. Vâng, thưa chị và thưa quý vị khán giả, chúng ta đã nhìn thấy những đoạn những cái đoạn video ở trên mạng về cái việc là cảnh sát Đài Loan mà đi bắt người Việt, đi bắt người lao động trốn chạy, họ bắt cả dòng từng đoàn như vậy, rồi họ đi họ bắt vào, tôi có cảm giác ra là họ dẫn từng đoàn như kiểu đoàn ngựa vậy. Và cái vây bắt như thế phải là rất là khủng khiếp, và nói thật sự mà nói là về cái nếu như có một lãnh đạo nào của Việt Nam mà có rỗi thời gian để mà có thể xem lại được một cái đoạn video như vậy, thì tôi nghĩ rằng là mỗi lần họ cứ mở miệng ra để tự hào về cái chuyện là cuốn hộ chiếu của của Việt Nam, hoặc là vị thế của Việt Nam, hoặc là anh Nguyễn Xuân Phúc mà anh bảo rằng là Mỹ mà có cốt điện ông chạy về Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ anh cũng phải biết ngượng một chút chăng. Bởi vì những cái đoạn video mà nhìn thấy trên mạng như thế, chúng tôi thấy quả là khủng khiếp đối với những người dân Việt Nam hiện nay đang ở Đài Loan đi lao động như vậy. Và để đổi lấy cái gì thưa quý vị? Để đổi lấy ở họ là một tháng đi làm như vậy rồi trằn trọc, rồi là xa gia đình, rồi ốm đau, rồi không vợ con, rồi là lại sinh ra nhiều cái nảy sinh những cái vấn đề khác. Thưa quý vị, ở những cái vùng như là Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi những cái vùng rất nhiều nơi nữa, như có những cái làng bây giờ là cả làng đi Đài Loan, đi Hàn Quốc, vợ đi thì ở nhà là chồng một mình nuôi con, rồi chồng đi thì ở nhà như vậy, rồi ly tán gia đình, rồi là sinh ra hết tệ nạn này đến tệ nạn khác. Mặc dù là sau đó rồi thì có thể là tích lũy rồi nhịn ăn nhịn bạc được vài đồng bạc để rồi đưa về, rồi là cố gắng rồi xây được cái nhà cho nó to khắp xóm, rồi mua được cái xe cái cộ. Nhưng mà thưa quý vị, người ta trả những cái thứ đó bằng máu, người ta trả những thứ đó bằng mồ hôi nước mắt, bằng những sự nhục nhằn của những người cha người mẹ, những người vợ người chồng của mình ở cái đất nước Đài Loan. Mà ở những cái đất nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, những cái nơi mà ngày xưa đảng cứ gọi là bọn chó săn đế quốc, rồi là bọn tư bản dễ chết. Và thưa quý vị khán thính giả, chúng ta đang nói chuyện trên đường dây của đối với một cái người đang lao động ở Đài Loan. Vậy thì thưa chị, là trong quá trình lao động như vậy thì người dân Việt Nam đến đó, người lao động Việt Nam đến đó thì điều kiện ăn ở của họ như thế nào chị? Họ được ở tập trung hay là họ tự thuê nhà ở, hay là họ rồi là ăn uống như thế nào, về những cái thứ và đi lại ra làm sao chị? À, dạ, về cái phần sinh hoạt ăn ở của người ta thì em thấy của người lao động nước ngoài ấy, nói chung với người lao động Việt Nam nói riêng thì em thấy cái khoản này thì rất là nó cũng khá được, bởi vì là điện đóm bên này thì nó cũng rẻ rẻ ngang về đây, lúc nào nó cũng cái giá cả lúc nào nó cũng song hành với lại ở bên Việt Nam. Thế còn thì cái xăng dầu thì cũng thế, lúc nào nó cũng song hành với bên Việt Nam. Thế còn thì thế cho nên là cái nhiều khi thì là có những người thì người ta đi thuê nhà bên ngoài ở, có những người thì người ta ở bên ký túc xá của công ty, thì cái đấy là cũng cái cuộc sống của người ta thì cũng tạm được. Thế vậy thì trong quá trình mà đi làm như vậy thì đến công xưởng, từ công xưởng đi về nhà vào những cái mùa đông lạnh lẽo, hoặc là những cái lúc mà thời tiết không thuận lợi, thì họ đi về bằng cái cách nào thì chị? Họ ở xa như vậy thì họ có phương tiện công cộng để họ đi, hoặc là họ được cơ quan đưa đón, hoặc là nhà máy đưa đón, hoặc là cách thế nào phương tiện của họ, hay là họ có thể tự sắm phương tiện cá nhân để họ đi lại thì chị? Dạ, những người ở trong ký túc xá thì có nghĩa là ở luôn quanh cái khu công ty ấy. Thế còn những người mà ở xa ấy thì người ta cũng thuê nhà cũng không quá xa công ty. Thế còn có xa nữa thì có cái giao thông của bên Đài Loan thì họ rất là thuận tiện. Vâng. Với lại vâng, cho nên là từ cái chỗ xăng dầu nó cũng giá cả nó cũng hợp lý, cho nên là cái phương tiện giao thông của họ cũng rất là thuận tiện. Dạ. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, như vậy thì chúng ta thấy một cái điều là Đài Loan là cái đảo quốc nó nhỏ, dân số họ chỉ có khoảng 24-25 triệu người.
và là một cái đảo quốc nhỏ, cho nên là những cái đi lại về phương tiện công cộng và là các thứ của nó cũng thuận tiện, nhưng nó không giống như bên Mỹ. Mỹ là cái quốc gia rộng lớn cả cái đại lục, cho nên là cái chỗ ở rồi là chỗ đi lại rồi là cái điều kiện về về địa lý của họ nó mênh mông. Chính vì vậy mà các cái phương tiện về công cộng nó không tốt và cũng không được rộng khắp, nó đều khắp như là ở cái những khu vực như vậy. Cho nên cái sự đi lại của người dân ở Đài Loan và cũng như người lao động Việt Nam ở đó thì nó đỡ hơn. Và thưa quý vị, chúng ta đang nói chuyện trên đường dây với một cái người lao động ở Việt Nam ở Đài Loan, và thời gian công việc ở đó đã cứ khoảng gần chục năm. Và phần thứ nhất chúng ta đã nói qua, thưa quý vị, phần thứ nhất chúng tôi có nói qua một câu chuyện, tức là con số thống kê đồng hơi nhầm một chút, tức là tôi nghĩ rằng là một tháng thì không phải là 4 triệu đồng Việt Nam, mà cái thu nhập bình thường là được cỡ khoảng chừng khoảng được 400 đô la Mỹ. Có nghĩa rằng là cỡ khoảng 10 triệu, trừ đi các cái khoản rồi thì coi như cái khoản dòng trở lại, ta không nói chuyện làm thêm làm nếm và những cái thứ như vậy. Và với một cái khoản thu nhập như vậy thì mỗi một năm rưỡi mới được cỡ khoảng chừng 150 đến 180 triệu đồng, là cái khoản đi sau 3 năm. Trừ đi một năm rưỡi là cái tiền chi phí đi lại rồi giao dịch rồi môi giới rồi là học tiếng rồi là này khác, còn lại thì cứ một cái hợp đồng 3 năm mà không làm thêm cái điều gì cả, rồi không làm mà được trôi chảy, thì coi như người Việt Nam có thể thu nhập được một cái khoản tiền. Và thưa quý vị, nếu như ở nông thôn chúng ta thấy con số cỡ khoảng 180 triệu hoặc 150 triệu thì con số là lớn. Tuy nhiên rằng là nếu như tính để mà đánh đổi 3 năm cực nhọc ở cái đất người, rồi là xa gia đình, xa vợ con, hạnh phúc gia đình nhiều khi là tan vỡ, rồi nhiều khi con không gặp cha, vợ không gặp chồng, rồi rất nhiều những cái cực nhục mà họ chịu như vậy. Thì cái giá trả như vậy là cái giá quá đắt cho những cái người dân Việt Nam đang phải lang thang ở khắp những cái nơi mà nhiều khi kiếm một cái đồng tiền để mưu sinh. Vậy thì trong phần thứ hai này chúng tôi muốn nói đến một cái điều là, thưa quý vị, hàng cái việc mà những cái người lao động Việt Nam ở trong cái hợp đồng với các cái công ty, sau đó thì có một số người mà ở phần 1 đã nói rằng một số người họ phải nhảy ra ngoài vì cái chuyện là công việc họ không phù hợp này, quá nặng nhọc này, rồi hết hợp đồng họ muốn ở lại để kiếm thêm chút tiền này. Và đặc biệt là cái thông tin như hôm vừa rồi chúng tôi nói ngay từ đầu câu chuyện là đã phát hiện ra trong số 20 thi thể mà trôi dạt trên biển thì có 7 thi thể người Việt. Và người ta nghi rằng đó là một cái đường dây đưa lậu người vào Đài Loan. Vậy thì theo chị Nguyệt thì tại sao người ta phải đi lậu vào như thế để đi vào Đài Loan thế chị? Người ta phải trốn trong cả cái tàu cá rồi là mang hồ tồn dưới tàu cá mà báo chí Việt Nam cũng đưa là tại tàu cá Đài Loan để đưa người trái phép vào đó lậu vào đấy thì nguyên nhân của nó là vì sao thì chị? À dạ thưa anh, là những cái người mà người ta trốn đấy, những cái người mà người ta trốn ấy, sau khi trốn mà bị bắt về là không có sang được Đài Loan nữa, thì người ta rất là muốn sang Đài Loan thì người ta phải đi theo cái con đường biển và cái con đường như là anh vừa nói đấy. Thế còn thì làm sao mà người cái thu nhập nó cũng không cao lắm mà người Việt Nam lại cứ thích sang Đài Loan, là bởi vì là ở bên này ấy, thì khi mà đã người trong hợp đồng ấy đã ký với công ty mà đã được Bộ Lao động hay Nhà nước chứng nhận rồi, là hai bên đã ký kết với nhau ấy, thì dù rằng là cái tiền lương thì không bao giờ mất được anh ạ. Cái tiền lương thì người ta giải quyết cho đến nơi đến chốn, có nghĩa là cái công ty không trả là cũng bắt phải trả, có khi là đến khi người ta đã thành người bất hợp pháp rồi, người ta đã thành người trốn ra ngoài rồi, thì nhà nước Đài Loan, khi mà nhà nước Đài Loan nếu mà có cái ý kiến của người ta là công ty này công ty kia, cái chủ này chủ kia không trả tiền lương cho người ta trong cái thời gian này, có nghĩa là được chính phủ Đài Loan là người ta có nghĩa là bắt buộc các công ty là phải trả hết, không trả là người ta sẽ có biện pháp để phạt các công ty đấy. Cho nên là cái quyền lợi của người lao động khi mà lao động ở trong hợp đồng ấy là cái lương lậu, nó có nghĩa là mặc dù nó được ít thế nhưng mà không bao giờ mất, đó là như thế, được cái rất hay là như thế, rất là chắc đấy. Cho nên người lao động thích sang. Với cái thứ hai nữa là bên này thì đi các cái công viên này thì nó sạch sẽ, có nhà vệ sinh này nè, các thứ có người dọn dẹp các thứ, đi thoải mái, không mất tiền gì hết, rất là sạch sẽ. Thế với lại cái hệ thống giao thông, tàu điện ngầm ở bên thủ đô Đài Bắc thì có một cái hệ thống tàu điện ngầm, có 3 tầng tàu điện ngầm đấy. Với lại đây có 3 tầng tàu điện ngầm đi lại rất là thuận tiện và sang trọng, và có nghĩa là cái giá cả rất là hợp lý. Đối với cái người lao động của nước ngoài đến, giá cả nó cũng hợp lý, và nhất là người Đài Loan thì khỏi phải nói rồi. Người Đài Loan thì của người ta thì lương bao giờ cũng cao gấp mấy lần người Việt Nam rồi.
đấy, bởi vì là người ta là dân bản địa, người ta là dân bản địa, còn mình là lao động đến thì cái mức lương thì nó khác nhau đấy. Chính vì làm sao mà thực tế là người ta gia đình xa gia đình thì người ta cũng rất là khổ, nhưng mà bù lại thì được cái môi trường sống với lại cái sinh hoạt bên này nó cũng khá hợp lý so với cái người lao động của nước ngoài đến Việt Nam làm việc anh ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta thấy được một cái điều là nhiều khi cái đồng lương không phải là nó quá cao. Cái đồng lương mà sau khi trừ chi phí đi rồi được một tháng cỡ khoảng chục triệu. Tất nhiên là với cái khoản như vậy mà so với cái thu nhập ở Việt Nam thì cũng đã là một cái khoản cao. Bởi vì ở Việt Nam nếu như mà đi làm, cái người đi làm cả mười mấy năm, 20 năm rồi thì đây chúng ta thấy được là một 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 cái giáo viên mà đi làm những 15 20 năm rồi, đi dạy 15 20 năm rồi, lương tháng cũng chỉ được tổng tổng tất cả là 7 triệu bảng. Và được như thế thì có nghĩa là rồi trừ đi tiền ăn tiền uống thì thậm chí là không đủ để mà chi dùng. Trong khi đó thì người lao động dù là lao động làm việc gì ở Đài Loan thì cũng là một cái khoản tiền mà sau khi trừ đi chi phí rồi còn được cỡ khoảng chục triệu, 12 triệu một tháng. Thì như vậy là một cái khoản tiền mà đối với ở Việt Nam vẫn là một cái khoản tiền mơ ước. Ngoài ra nữa thì cái điều kiện sống của người dân của Đài Bắc chúng ta thấy một cái điều là không biết là chị Nguyệt thấy như thế nào, liệu chị đã đi vào cái vùng đại lục hay chưa. Nhưng tôi thì tôi đã đi đến cái vùng đại lục, đến cái vùng Quảng Châu, Thâm Quyến là cái nơi được coi là nổi tiếng, rồi là đến cái vùng xa xôi ở Trung Quốc. Thì tôi thấy một cái điều rằng là đến Hồng Kông, đến Ma Cao, đến Thâm Quyến, đến Quảng Châu, đến các tỉnh ở trong cái vùng đại lục đó, tôi mới thấy một cái là cũng là cái đất nước Trung Quốc, cũng là người Hán cả. Vậy thì nhưng mà cái Đài Loan chỉ không 4 triệu dân mà bị o ép đủ các thứ rồi là bằng cách nọ cách kia suốt ngày gồng mình để chống như vậy, và người dân vẫn cứ sống đàng hoàng bởi vì họ một chính thể dân chủ, họ một cái chính thể mà họ được bầu ra từ cái lá phiếu của họ. Trong cái đó thì một cái đất nước 1 tỷ tư dân như là ở đại lục mênh mông bể sở như vậy thì người dân vẫn khốn đốn, vẫn khốn khổ. Đó là cái điều đầu tiên người chúng ta nhìn thấy. Và bây giờ thì những người dân Việt Nam sống ở trên cái thiên đường xã hội chủ nghĩa lại lục tục chạy sang ở Đài Loan chỉ vì có nhiều cái câu chuyện rằng là cái lao động nó năng suất hơn một chút, được trả tiền nhiều hơn một chút, được khoảng tháng 10 12 triệu. Và thưa quý vị, chúng tôi nhớ một cái câu chuyện là khi mà chúng tôi đi học cấp 3 rồi học đại học thì cái chúng tôi được học thường xuyên là cái chủ nghĩa Mác Lênin nói rằng là cái chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là một cái cuộc đấu tranh ai thắng ai. Và cái người nào thắng chủ nghĩa cộng sản sẽ thắng chủ nghĩa đế quốc ở chỗ là năng suất lao động gọi là hơn hẳn. Và tôi thì không biết năng suất lao động hơn hẳn thì chỗ nào cả. Nhưng trong khi đó thì lao động ở Việt Nam, lao động trí thức học hành chứ ưa cơm ra mất 5-7 năm rồi đi dạy 20 năm thì bây giờ lương tháng được một tháng được 5-6 triệu. Làm ông thầy giáo gọi đầu trẻ, dạy cấp 3 hẳn thôi. Trong khi đó thì làm cái người đi lao động ở nhưng mà cái đất nước của bọn dễ chết cái bọn người là cho săn đề cốc một tháng bây giờ được 15-17 triệu, coi như trừ ăn uống đi coi là khoảng 12 triệu. Đó là cái một cái nghịch lý. Cái điều thứ hai nữa là tôi muốn hỏi là ở Việt Nam ở đó không có đại sứ quán, không có cơ quan ngoại giao nhưng có cái văn phòng lao động Việt Nam, văn phòng đại diện ở đó. Vậy thì cái khi mà những người lao động Việt Nam đến đó hoặc người dân Việt Nam đến đó như cô dâu rồi là những cái người mà bị có những cái vấn đề ở đó thì có được cái sự trợ giúp của cái văn phòng đó thế chị? Dạ, cái phần này thì tôi cũng chưa có Chưa gặp khi nào phòng? chưa 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 gặp khi nào, mà gần Vâng. đây thì tôi cũng chưa chưa thể nhận xét được Chưa tiếp xúc, người vâng. ta đã quan tâm. Vâng, tôi Vâng. chưa tiếp xúc, Vâng. nhưng mà cho nên là tôi chưa dám phát biểu, nhưng mà Vâng. để một thời gian sau thì tôi mới mới Vâng. xem là đợt này tôi cũng có một cái công việc mà nhờ nhờ bên bên Vâng, Bộ Lao động người ta giải quyết, và thế thì cũng xin phép anh Vâng, cảm ơn bỏ chị qua cái phần này Nguyệt cho tôi. Dạ, dạ. Vâng, và thưa quý vị khán giả là bởi vì chúng tôi hỏi cái câu chuyện như thế là bởi vì có một thời kỳ dài chúng tôi quan sát, chúng ta thấy rằng cái hiện tượng cô dâu Việt Nam mà lấy chồng ở Đài Loan ấy về rồi bị đánh đập, rồi bị bán, rồi bị rất rất nhiều những vấn đề như vậy. Và sau đó rồi thì coi như là bị ngược đãi, rồi bị đủ các loại như thế, và rồi cuối cùng không ai bảo hộ họ, không ai giúp đỡ họ. Cuối cùng thì chúng tôi biết rằng là chúng tôi có một người bạn là cha Nguyễn Văn Hùng ở đó, là cái người mà đã giúp đỡ cho các cô dâu Việt Nam trong những hoàn cảnh éo le như vậy, trong cái vấn đề về pháp lý, vấn đề về giúp đỡ về cuộc sống như vậy.
Và thậm chí lúc bấy giờ còn thời kỳ là báo chí Việt Nam còn nói nhắc đến Trang Nguyễn Văn Hùng này là người giúp đỡ thế này khác, và sau đó thì báo chí phải gỡ đi, là bởi vì người ta cho rằng là Việt Nam không thích nói về đến cái câu chuyện là phải nhờ người khác để giúp đỡ cho người đó. Thậm chí chúng tôi còn cái câu chuyện là có những cái người mà lao động ở Đài Bắc và đến khi bị tai nạn đi theo hợp đồng của nhà nước, rồi là đến lúc bây giờ sau khi mà sáng đó đã bị tai nạn giao thông, là chị Trần Thị Nga. Chị bị tai nạn giao thông mà đến khi nằm bệnh viện một thời gian rất dài mà chỉ cần xin một cái giấy xác nhận là công dân Việt Nam thôi. Để cái khi ra tòa, bởi vì chị bị người ta đâm vào thì người ta sai hoàn toàn, nhưng mà chỉ xác nhận như vậy mà xin mãi thì cũng không được. Và không được vì một cái mâu thuẫn như vậy, vì tất cả những thứ nó tích tụ dần lên, mà khi mà chị trở về Việt Nam thì trở thành cái người gọi là bất đồng chính kiến, một cái người gọi là đi đấu tranh đòi quyền lợi, và đấy là cái nhân vật Trần Thị Nga chúng tôi đã biết. Và cũng là một cái người từ Đài Loan về. Còn cái phần thứ hai nữa là, thưa quý vị, là chúng tôi biết được rằng là cái sự hỗ trợ rồi là những cái sự giúp đỡ cho người lao động ở đó có chính sách như thế nào. Thì hôm vừa qua là chúng tôi thấy là cái khi mà có 12 người mang giấy từ Việt Nam mà bị phát hiện dưới cái tàu cá Việt Nam thì lúc bây giờ là truyền thông Đài Loan cho biết là nhà chức trách của vùng lãnh thổ phát hiện ra 12 người mang giấy từ Việt Nam trên một cái tàu cá ở gần Biển Đông, là ở cực nam của đảo Đài Loan, vào tối mùng 3 tháng 4 vừa qua. Và cái khi đó thì kiểm tra họ cho thấy rằng là tất cả 9 người đàn ông và 3 phụ nữ này đều rằng là mang giấy tờ và đều là công dân Việt Nam. Đó là cái hãng thông tấn CNA của Đài Loan đã đưa tin như vậy. Và cái khi người ta nghi ngờ rằng đó là sự buôn lậu người thì công tố Đài Loan thông báo sẽ điều tra để tìm ra người đứng đằng sau đó là gì. Và khi mà trả lời cái câu hỏi của báo chí về vấn đề này thì người phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là Phạm Thu Hằng nói rằng là Việt Nam chủ động liên lạc rồi là thế đó thế kia, và đồng thời là Bộ Ngoại giao phối hợp chức năng để làm rõ thông tin, và đồng thời là chủ trương tạo thuận lợi di cư an toàn, hợp pháp và có trật tự, và kiên quyết chống di cư trái phép. Đó là cái ngôn ngữ của phía Việt Nam đã nói về cái vụ đó. Tuy nhiên là cho đến bây giờ thì mọi chuyện nó vẫn tiếp tục trùng xuồng. Và như chúng tôi đã biết được qua chị Nguyệt vừa cho biết là vì sao người ta phải trốn đi vào Đài Loan, là những cái người mà ở đó người ta đã phải bỏ ra ngoài bất hợp pháp, rồi bị trục xuất về, rồi bị cách nọ cách kia, và người ta phải trốn vào đó. Chúng ta thấy, thưa quý vị, cái con đường để mà du nhập vào một cái đất nước nó có nhiều ngả, nhiều kiểu và nhiều cái cách lắm. Người Việt Nam thì gọi là thông minh, mà thông minh cái cách gọi là khôn lỏi, cái kiểu đó thì rất là giỏi. Ngay cả trong một chuyến đi đến Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mà bà vẫn coi như cho 9 người gọi là đi lậu, đi kèm, gọi là đi bay nhờ sang đến đấy, cũng mất tiêu, cũng chả tìm được về nữa. Chưa nói chuyện là những cái người mà đi trên biển. Vậy thì chị Nguyệt cho biết rằng là với những cái người mà sống bất hợp pháp ở Đài Loan như vậy thì đời sống của họ như thế nào? Họ phải đối diện với những cái nguy hiểm gì thế chị? Tôi thấy là những cái người mà sống bất hợp pháp ở Đài Loan thì đối diện với cái nguy hiểm là người ta không được đóng bảo hiểm, đến khi mà có cái tai nạn xảy ra thì phải chữa trị rất là nhiều tiền. Đấy là như thế, mà cái quyền lợi là nó không có. Mà đã không có tiền thì không chữa trị được, mà không chữa trị được kịp thời thì chắc là nhanh bỏ mạng. Đấy là như thế. Thế với lại trong quá trình vậy đấy, thì tôi chỉ là trong quá trình mà nếu mà như vậy á, người ngoài cái chuyện ốm đau rồi, thì trong quá trình mà nếu như họ đi làm đi lấy bỏ không có giấy tờ, họ sống bất hợp pháp như vậy thì người ta thuê họ thì là những cái thành phần nào có thể thuê họ được? Tức là ai dám thuê họ? Là những cái người, các doanh nghiệp hay là các cái gia đình hoặc là tư nhân hoặc là như thế nào? Và những cái doanh nghiệp mà khi mà thuê những người không có giấy tờ như vậy thì nếu như nhà cầm quyền bắt được thì liệu người ta có phạt hoặc là người ta có hình thức nào để mà kỷ luật họ không? Dạ có anh ạ, nếu như bất hợp pháp mà trốn ra thì là có nghĩa là không sang được nữa, người ta không cho sang nữa. Mà nếu mà khi mà bắt được thì nhà nước Đài Loan người ta cũng phạt, nhưng mà với cái khoản tiền thì nó cũng có nghĩa là lao động Việt Nam thì vẫn xác định đóng phạt để trốn ra ngoài anh ạ. Tức là họ bắt được thì họ phạt như vậy, cho họ không đuổi về thẳng luôn, hay là họ không đưa về luôn mà họ chỉ có phạt thôi phải không ạ? Họ phạt xong họ giam một tháng. Giam một tháng này là bắt đầu có thể giam một tháng, hoặc là bây giờ nó máy bay nó sẵn, có nghĩa là có nhiều chuyến thế này là người ta cũng cho về nước luôn ngay lập tức đấy. Dạ, thưa anh là như thế. Vâng. Thế với lại
Có cái những cái người mà trốn ra ngoài ấy là nguy hiểm, là khi mà người ta hay chạy cảnh sát đó. Mỗi khi cảnh sát mà bị đuổi bắt thế này là người ta hay chạy, thì rơi tầng đấy, như là trong cái video trước thì tôi đã nói với anh là đấy là những cái nguy hiểm dẫn đến mất mạng sống của người Việt Nam là như như thế. Cố gắng bám trụ ở Đài Loan bằng bất cứ giá nào, đấy là như thế, bằng bất Vâng. cứ giá nào. Và thế còn những cái mà doanh nghiệp hay là công ty hay là những ai mà có thể mượn những cái người lao động bất hợp pháp này thì cũng là các cái công ty của Đài Loan, rồi là những cái công xưởng tư nhân, người ta chưa đủ cái điều kiện để mượn người, người ta mượn mượn người bất hợp pháp vào để làm thuê thuê anh ạ. Thế nhưng mà nếu mà bắt được thì nhà nước Đài Loan người ta cũng một bên lao động thì phải đẩy về nước, và còn một bên bên chủ thì cũng bị phạt. Nhưng mà từ cái chỗ mà cái lao động bất hợp pháp này thì người Đài Loan người ta cũng mượn như bình thường ấy, thì cái lương thì nó có cao hơn là những cái người mà lao động trong hợp đồng. Thế nhưng mà bởi vì nó không có cái quyền lợi gì mà, thì Vâng, cho không nên có là bảo cái hiểm, lương không có thì những quyền họ lợi gì đi cùng. Vâng. dạ đấy. Thế là khi mà mượn như thế thì ảnh hưởng đến cái công việc của người Đài Loan. Đấy, khi mà đã có lao động bất hợp pháp rồi thì người ta mượn bất hợp pháp thì dù sao nó vẫn rẻ hơn người Đài Loan, thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của người Đài Loan. Chính vì thế cho nên người Đài Loan người ta không có thích lao động trốn này đâu, người ta ghét lao động trốn này. Nhiều khi là người ta sẽ phản đối lên chính phủ. Thế là từ cái chỗ mà phản đối lên chính phủ thì khi đó người ta, nếu mà cái lãnh đạo nào ấy, mà cái lãnh đạo nào nên nên cầm quyền mà như thế là không có không không có đem lại cái quyền lợi cho người dân ấy, thì là đến khi bầu cử người ta không bỏ phiếu cho nữa. Bởi vì mỗi một lần bầu cử là người ta phải đi trưng cầu dân ý, là tôi chuẩn bị làm như thế này, làm này, với cái chính sách của tôi là tôi sẽ lên cầm quyền, là tôi sẽ làm như thế này như thế này. Thế mà sau khi mà không làm ảnh hưởng cái người bất hợp pháp mà trốn ra ngoài mà nhiều quá, mà làm ảnh hưởng đến cái công việc của người ta, thì là người ta cũng kêu kêu chính phủ Đài Loan. Thì thực ra là cái chính phủ Đài Loan này bây giờ người ta cũng rất là đau đầu về những cái lao động trốn như thế này, người ta Vâng, cũng như vậy thấy thì người ta cũng là tìm biện pháp đấy, vâng. biện biện pháp và để bàn bạc làm sao mà để cho cái lao động Việt Nam là à cái lao động nước ngoài là trốn ít thôi, Vâng. Vậy để thì nhận lại mình có như thế. nghĩa là đến khi lao động, đến khi mà bầu cử thì chị ở đấy 10 năm chắc là cũng đã trải qua cả cái bầu cử. Mà tôi thấy lạ cái là ở đấy bầu cử là lại phải đi là phải đi thuyết phục người dân là tôi sẽ làm cái này cái kia mà không được thì người dân không bầu. Người dân không bầu như đảng cứ chỉ rồi thì coi như cái thế là nó trúng như con quái và người dân bầu đó chị. Chị cũng thấy là ở đấy nó có đảng lãnh đạo à hay sao? tôi chỉ thấy thế thì chứ tôi không tìm hiểu sâu. Dạ thưa anh, em tôi cũng Thưa không quý tìm vị, hiểu đấy sâu là về cái cái vấn đề này. Thế còn những cái thông tin của người lao động thì mỗi một lần là mở mạng ra thì nhiều khi nó cũng bận lắm, nhưng mà mỗi một lần mở mạng ra thì cái thông tin nó cứ có ở trên đấy, không đọc cũng không được, không đọc thì cũng không mấy thôi, thì thông tin nó có thì cũng đọc thôi, còn những cái khác thì tôi cũng Vâng, không tìm thưa hiểu quý nhiều, vị. nó cũng không có thời gian ạ. Dạ thưa Vâng, anh, thưa quý nói vị, chung thông cảm ạ. chúng tôi đang nói đùa về cái câu chuyện là cái bầu cử bầu kết cái Đài Loan nó vớ vẩn, nó không chịu sự lãnh đạo, không chịu có đảng là chỉ cho, rồi là đáng lẽ đang phải cử ra cho dân nó bầu, chứ bây giờ đảng không cử ra làm sao dân cứ phải đi lọ mọ thì nó rách việc. Và thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi thấy một cái điều rằng là những cái người mà lao động đó họ phải bỏ trốn ra ngoài, và họ bỏ trốn ra ngoài thì nó lại có một cái nghịch lý. Có nghĩa là gì? Như chị Việt chị vừa nói ấy. Tức là nếu như làm trong công ty thì công ty phải lo cho họ từ bảo hiểm này, rồi tiền môi giới này, rồi tiền tả chi phí này, chi phí khác này, là rất rất nhiều những cái chế độ đi đằng sau. Thì hẳn nhiên là như vậy thì đồng lương của họ sẽ ít đi. Ngược trở lại thì người người lao động bỏ trốn ra ngoài thì lúc bấy giờ họ không có bảo hiểm, họ không có những cái khoản khác, nhưng mà họ rõ ràng là như vậy thì đồng lương họ được trả lại nhiều hơn. Và đối với người Việt Nam thì nhiều khi thưa quý vị là người ta cũng không cần biết là ngày mai có tai nạn hay không, hoặc là nó có những cái bảo hiểm như thế nào. Vấn đề chỗ là hôm nay cũng đi làm một ngày mà về được trả 200 đồng thì tốt hơn là coi như làm bên kia có bảo hiểm mà trả có 150. Bởi vì 100, 200 này là lấy trực tiếp luôn và coi như tiêu xài được rồi gửi về nhà được luôn, thì đấy là một cái hấp dẫn. Và vì cái điều đó cho nên là rất nhiều trường hợp như vậy. Mà vậy thì chị Nguyệt ở bên đó nhiều năm như vậy rồi thì chị có thấy rằng là
khi mà người ta trốn lại ở lại như vậy thì có con đường nào hợp pháp để họ trở lại thành công dân Đài Loan hay không? Chẳng hạn như có rất nhiều người ở các nước khác như ở Mỹ, ở Canada hoặc các nước châu Âu các thứ thì người ta ở lại đó một thời gian làm việc, xong rồi thì mới làm giấy tờ về hôn nhân, rồi là hôn nhân thật, hôn nhân giả thì không biết, nhưng mà người ta cứ làm những giấy tờ như vậy để rồi sau đó họ ở lại đó để rồi họ trở thành công dân. Vậy thì chị có gặp những cái người trường hợp như vậy ở lại để làm hôn nhân hoặc là một cái lý do nào đó để nó trở thành công dân Đài Loan ở với những người đã lao động ở đâu thế chị? Dạ thưa anh, về cái vấn đề mà bất hợp pháp mà đã trốn ra ngoài thì không còn cái con đường nào mà để sang Đài Loan được nữa, chỉ là nếu mà có kết hôn với người Đài Loan thì mới sang được thôi ạ. Đấy. Thế mà trong khi đó thì đến lúc mà không sang được rồi mà vẫn muốn sang nữa thì thôi thì chân thì chấm phẩy, tìm chồng hay tìm vợ thì chân thì chấm phẩy thôi, thì có nghĩa là tàn tật hay gì mà lấy được thì cũng lấy hết. Thế mà nếu như ở Việt Nam thì thấy được một ông chồng này đàng hoàng đẹp trai lắm, nhưng mà sang bên này thì ấy thôi, đến người tàn tật hay là gì thì nếu mà lấy được thì cũng lấy luôn để được tồn tại và để được sống tại Đài Loan và làm việc tại Đài Loan. Vâng, thưa chị, là chúng tôi cũng thấy những trường hợp rất là xót xa như vậy. Có những cái cô gái mà thậm chí là có một thời kỳ mà người ta đã có những cái video, những cái người Đài Loan, những người Hàn Quốc, người ta đã đến những cái vùng như vùng miền Tây, các cái hàng loạt cô gái xếp hàng cởi truồng như vậy để cho những cái người đó người ta là đứng để người ta chọn từng cô một, phải nói là giống như gọi là buôn bán nô lệ ngày xưa hoặc là buôn bán súc vật ấy. Phải nói rất là xót xa cho cái thân phận người Việt như vậy, đó là cái thực tế. Vậy nhưng mà những cái người mà cái khi ra ở Đài Loan ở đó rồi thì những người phụ nữ thì có thể nói đang là họ tìm những cái ông dù là có bị tàn tật một chút này khác để ở lại để làm hôn nhân. Nhưng còn những cái người mà đàn ông ở đó thì họ làm cách nào để họ có thể ở trở lại, nếu như họ muốn ở lại Đài Loan mà họ không muốn về Việt Nam thì họ làm cách nào, thì chỉ có cái con đường nào không? Họ có làm giả giấy tờ được không, hay là họ có làm những cái vấn đề gì tương tự như vậy được không? Dạ thưa anh, giả giấy tờ thì cũng không làm được đâu. Chính phủ Đài Loan người ta soi xét kỹ lắm anh. Thật là thật mà giả là giả, người ta truy ra ngay. Mà bên này không có thể là bảo rằng không biết mà người ta làm cho được, không như vậy. Vâng, thưa chị, là đối với nam giới là khó. Vâng. Đối với nam giới thì khó hơn nhiều. Vâng. Thưa chị, có một cái vấn đề nữa là cái lao động ở Việt Nam đưa sang đó ở có rất nhiều những cái lĩnh vực người ta phải làm, ngoài vấn đề công xưởng, ngoài vấn đề về những cái công việc công nghiệp thì có những vấn đề về vấn đề xã hội như là chăm sóc người già, rồi giúp việc nhà, rồi tất cả như vậy. Vậy thì là cái người mà ở Đài Loan khá nhiều rồi thì cái hiện tượng người Việt sang đó mà cái khi mà mình giúp việc nhà hoặc là làm trong những công việc như vậy trong xã hội thì cái hiện tượng người phụ nữ Việt Nam bị lạm dụng có xảy ra có nhiều thưa chị, theo những cái chị biết ấy, tức là người ta lạm dụng về vấn đề tình dục, về vấn đề tấn công, về những cái vấn đề về giới tính và những cái vấn đề tương tự như vậy, khi mà ở một thân một mình phục vụ những cái nơi xa xôi, những cái một mình như vậy thì có bị hiện tượng đó có bị phổ biến không chị? Dạ không anh ạ. Dạ không, nhà nước Đài Loan người ta cũng có cái luật để bảo vệ vệ người lao động nước ngoài đấy, trừ trường hợp là tự nguyện thôi, tức là thông đồng với nhau thì thông đồng thì không nói làm gì. Vâng. Vâng. Chứ còn bình thường thì coi như hiện tượng như vậy thì kể, nhưng mà đấy là những cái trường hợp lao động hợp pháp. Còn những trường hợp lao động bất hợp pháp mà bị lạm dụng thì liệu có kêu được với chính phủ hay không, hoặc là có bị người ta là lợi dụng cái tình trạng về pháp lý không đàng hoàng như vậy để người ta lạm dụng như gì? Dạ, nếu như lao động bất hợp pháp thì nếu mà ai có muốn kêu thì chính phủ Đài Loan người ta cũng giải quyết hết anh ạ. Người ta cũng bảo vệ, người ta cũng giải quyết cái đó, thì nhưng mà chỉ là cái lao động bất hợp pháp là người ta không có ra công khai. Thế mà hay nữa, cái người Đài Loan thì người ta cũng không có tùy tiện bảo là hiếp giết là không có được, không có như vậy đâu. Cái gì cũng dựa trên tự nguyện cả thôi, là chứ ép buộc là không có, cho nên là cái tình trạng này thì cũng không xảy ra nhiều đâu ạ. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, chúng ta thấy được một cái điều rằng là nếu như một cái xã hội, và ta phải hiểu rằng là một cái xã hội Đài Loan là một cái xã hội nó rất là nhỏ, nó như đảo quốc như vậy, và có một cái chế độ dân chủ, một cái chính quyền của người dân, do đó mà những cái thực hiện cái quyền công dân đối với họ được bảo vệ rất là chặt chẽ. Còn chúng ta thử tưởng tượng một cái điều rằng là một cái đất nước mà như Việt Nam, ngay cả một cái ông thầy giáo mà còn là suốt ngày lạm dụng, rồi là suốt ngày là
dâm ô với mấy cái đứa học sinh từ lớp 4, lớp 5 này khác. Mà nếu như giả sử đặt vào trường hợp những cái người mà lao động bất hợp pháp rồi là ở không được bảo hộ như là ở công dân Việt Nam ở Đài Loan như vậy thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Và thưa quý vị khán thính giả, chúng ta vừa nói chuyện trên đường dây với một cái người lao động Việt Nam tại Đài Loan với quãng thời gian cả khoảng chục năm nay. Và rất cảm ơn chị Nguyệt đã nhận lời mời của chúng tôi để tham gia chương trình. Và hy vọng rằng là một cái người mà đã có chứng kiến cho cái xã hội Đài Loan đấy một thời gian khá dài về những người Việt đã làm việc ở đó, rồi là những người Việt Nam đang tiếp tục sang để rồi là theo chính sách của Đảng và nhà nước là đi xuất khẩu lao động để rồi mở mang, rồi là mang đô la, rồi mang tiền ngoại tệ về cho Đảng và nhà nước, còn tổ chức đại hội Đảng. Vậy thì có lẽ chúng ta còn phải tìm hiểu về những cái con người như thế khá nhiều. Và có lẽ thời gian của chương trình cũng không còn dài, và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Và trước khi mà kết thúc tôi mời chị Nguyệt gửi lời chào quý vị khán thính giả. Thế chị? Dạ, tôi cũng xin gửi lời chào đến lời chào tạm biệt đến anh GD Nguyễn Hữu Vinh và quý vị khán giả trên chương trình. Vâng, xin cảm ơn chị và hẹn gặp lại trong chương trình Câu Chuyện Việt Nam lần sau. Và thưa quý vị khán thính giả, tôi cảm ơn quý vị đã kiên tâm, đã nhiệt tình và kiên trì theo dõi câu chuyện chúng tôi. Và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới. Xin cảm ơn nhiều.